Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong phiên xét xử đại án chuyến bay giải cứu chiều ngày 12 tháng 7, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam khai, thời điểm dịch Covid-19, bị cáo được phân công là Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam. Bị cáo là người trực tiếp duyệt, ký công văn đồng ý cho doanh nghiệp đưa công dân về cách ly tại Quảng Nam. Tháng 5 năm 2021, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó giám đốc công ty Blue Sky, có đi cùng một người để tiếp xúc, đề nghị tỉnh Quảng Nam giúp đỡ cho doanh nghiệp. Đây cũng là chủ trương của chính phủ. Cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam thừa nhận trong quá trình cấp phép cách ly tại tỉnh, bị cáo đã nhận quà cảm ơn từ bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng như cơ quan tố tụng đã cáo buộc. Theo đó, bị cáo đã nhận 9 lần với tổng số tiền 5 tỷ đồng. Bị cáo nhận thức được rằng đây là tiền của doanh nghiệp, không phải ngân sách nhà nước. Khi tới gặp, bị cáo Hằng nói cảm ơn và đưa quà sinh nhật. Ngay từ lần nhận đầu tiên, bị cáo nghĩ sẽ trả cho chị Hằng. Song, thời điểm phòng chống dịch rất áp lực nên thời gian trôi qua, bị cáo có sai sót. Đáng lẽ không được nhận khoản tiền này, cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam khai. Chủ tọa Bùi Quang Huy truy hỏi, tại sao nghĩ như vậy vẫn nhận nhiều lần tiếp theo? Bị cáo Tân đáp lần thứ hai. Theo cáo trạng, bị cáo nhận 450 triệu đồng từ Hằng. Gặp bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng nói tặng quà sinh nhật, bị cáo nghĩ đã nhận một lần rồi, trả lại rất khó, bị cáo đã dùng tiền vào việc rất ý nghĩa. Theo bị cáo Tân, thời điểm đó, bị cáo không yêu cầu đặt điều kiện gì với doanh nghiệp, mỗi hồ sơ giấy tờ, thủ tục đều rất nhanh. Đến thời điểm này, gia đình bị cáo đã khắc phục xong 5 tỷ đồng hậu quả của vụ án. Tại phiên tòa, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho rằng nguyên nhân chủ quan là bị cáo mắc sai lầm rất đáng tiếc. Với vai trò là Phó Chủ tịch và trong thời gian phòng chống dịch, bị cáo Tân nói. Ngày 12 tháng 7, ngày thứ hai của phiên tòa xét xử đại án chuyến bay giải cứu, tiếp tục phần xét hỏi của hội đồng xét xử với các bị cáo. Nội dung xét hỏi xoay quanh việc nhận và đưa hối lộ của các bị cáo tại Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Công an, từ cá nhân đại diện cho doanh nghiệp tổ chức chuyến bay giải cứu. Bật khóc tại tòa, cựu chuyên viên vụ quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ Nguyễn Tiến Thân bày tỏ sự bất lực trước mong muốn khắc phục hậu quả vụ án. Thân bị cáo buộc nhận hối lộ 3,6 tỷ đồng từ một số doanh nghiệp để giúp các thủ tục xin cấp phép tổ chức chuyến bay. Số tiền này Thân đưa cho bị cáo Nguyễn Thanh Hải, vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ, 2,4 tỷ đồng. 1,2 tỷ đồng còn lại, Thân hưởng lợi và đã tác động gia đình nộp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, với khoản đã đưa cho ông Hải, cựu chuyên viên vụ quan hệ quốc tế, phân trần, gia đình đã rất cố gắng xoay sở nhưng hiện chưa thể có. Thời điểm nhận tiền, bị cáo chưa nhận được hành vi của mình. Sau này, khi làm việc với cơ quan điều tra và đứng tại tòa, bị cáo thấy điều này là sai nên dây dứt, dằn vặt rất nhiều, bị cáo Nguyễn Tiến Thân nói. Tại phiên tòa ngày 12 tháng 7, bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bộc lộ nhiều cảm xúc, thái độ trái ngược. Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trả lời rành mạch, rõ ràng những câu hỏi của hội đồng xét xử về vai trò của bản thân khi nhà nước có chủ trương triển khai chuyến bay giải cứu. Tuy nhiên, khi bị chất vấn về số lần nhận tiền từ các doanh nghiệp, ông Dũng lại ấp úng trả lời theo trí nhớ. Đôi bàn tay của vị cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nắm chặt, thi thoảng run rẩy khi nghe chủ tọa phiên tòa liệt kê những doanh nghiệp, cá nhân đưa tiền cho bị cáo. Bị cáo gặp chị Mơ, Hoàng Diệu Mơ, tổng giám đốc công ty An Bình một số lần và nhận 8,5 tỷ đồng, chỗ chị Hằng, Nguyễn Thị Thanh, công ty Blue Sky nhận 5 tỷ đồng, chỗ công ty ATA của chị Tường Vi, Nguyễn Thị Tường Vi thì nhận 115.000 USD. Còn chỗ công ty Master Life của chị Mai Sa thì ông Tô Anh Dũng khai với giọng ấp úng, tay gạt những giọt mồ hôi trên trán. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ 253 lần, tổng hơn 42 tỷ đồng từ 18 cá nhân, đại diện doanh nghiệp và 62 đoàn khách lẻ. Tại phiên tòa ngày 12 tháng 7, bị cáo thừa nhận cáo buộc trên. Bị cáo khai rằng, trong hơn 42 tỷ đồng, có 27 tỷ đồng từ chuyến bay combo và 15 tỷ đồng là khách lẻ. Cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, bản thân không yêu cầu các doanh nghiệp phải đưa tiền, tất cả các mức chi và hình thức đưa tiền đều do doanh nghiệp chủ động đề xuất. Sau khi nhận tiền, bị cáo đưa một ít cho người thân ở Thái Bình vay. Còn lại, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế đem đầu tư bất động sản ở Ba Vì, Mũi Né, Hoài Đức, không đưa cho một ai khác. Ngày xét xử thứ hai cũng ghi nhận lời khai của bị cáo Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Theo cáo trạng, bị cáo là người trực tiếp duyệt, ký văn công đồng ý cho doanh nghiệp đưa công nhân về cách ly tại Quảng Nam. Quá trình làm việc, ông Tân 9 lần nhận tiền từ công ty Blue Sky, tổng 5 tỷ đồng. Bị cáo nhận thức đây là tiền của doanh nghiệp, không phải là ngân sách nhà nước. Bị cáo Tân khai và phân trần khi đưa tiền, đại diện doanh nghiệp nói đây là quà cảm ơn, quà sinh nhật, quà cuối năm, quà Tết. Trước tòa, bị cáo khai từng có ý định trả lại tiền cho doanh nghiệp nhưng không thể vì quá thời hạn. Sau khi giữ lại tiền nhận hối lộ,
cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nói đã sử dụng vào việc có ý nghĩa. Trong vụ án, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế bị cáo buộc là người nhận hối lộ nhiều nhất về cả số lần nhận cũng như tổng số tiền đã cầm. Tại phiên tòa ngày 11 tháng 7, có 3 bị cáo là đại diện doanh nghiệp tổ chức chuyến bay giải cứu có những lời khai cáo buộc cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế vòi tiền. Cụ thể, Đào Minh Dương, cựu giám đốc công ty cổ phần Vitason khai, quá trình xin được cấp phép tổ chức chuyến bay, bị cáo không liên hệ với ai. Song, Dương bị ép phải nộp tiền bôi trơn cho thư ký thứ trưởng. Trước tòa, Dương khẳng định khi gặp cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế đã chứng kiến vị này quát tháo các doanh nghiệp và yêu cầu phải đưa 150 triệu đồng. Bị cáo Lê Hồng Sơn, công ty Blue Sky cũng khai bị cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế làm giá. Theo lời khai, Sơn đề nghị với cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế giá 100 triệu đồng cho một chuyến bay nhưng không được chấp thuận. Theo bà đem rồi. Sơn nhắc lại lời nói của cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế. Tương tự, bị cáo Vũ Minh Thắng, công ty Thuận An cũng khai bị cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế báo giá 15 triệu đồng cho một khách lẻ về nước. Sau khi được cục lãnh sự thông báo chấp thuận cho tổ chức chuyến bay, Thắng bị cựu thư ký Thứ trưởng gọi lên phòng làm việc, yêu cầu lại phải chi 150 triệu đồng cho một chuyến bay. Trước những lời khai trên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế thể hiện thái độ gay gắt, khẳng định là không đúng sự thật. Các doanh nghiệp đều chủ động gọi điện xin đến gặp để được giúp đỡ. Họ đến gặp bị cáo sau khi các công việc đã được triển khai, thực hiện một cách bình thường, không gặp trở ngại nào, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế nói. Sáng ngày 12 tháng 7, phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu tiếp tục phần thẩm vấn. Ngoài làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ, hội đồng xét xử cũng xét hỏi các bị cáo về kế hoạch giải án. Tòa hỏi đối với ông Lê Hồng Sơn, tổng giám đốc, và bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó tổng giám đốc công ty Blue Sky, công ty Bầu Trời Xanh. Đây là hai bị cáo đưa hối lộ nhiều nhất trong vụ án này, lên tới hơn 100 tỷ đồng để chạy cấp phép chuyến bay giải cứu và giải án. Trong khi thẩm vấn hai bị cáo này, ông Nguyễn Anh Tuấn, quyền phó giám đốc Công an Hà Nội và Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng điều tra của Cục An ninh điều tra vẫn bị cách ly. Khai tại tòa, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng cho biết đã sử dụng nhiều pháp nhân để xin cấp phép chuyến bay giải cứu. Doanh nghiệp của bà Hằng đã được cấp phép 109 chuyến bay. Khi bị hỏi về việc đưa hối lộ cho quan chức trong quá trình xin cấp phép chuyến bay, bị cáo Hằng ngập ngừng rồi nói: bị cáo đã thành khẩn khai báo với cơ quan điều tra và xác nhận là hoàn toàn đúng sự thật, không thay đổi gì cả. Chủ tọa giải thích cho Hằng biết tòa cần kiểm tra lại chứng cứ, lời khai của bị cáo. Vì bị cáo đưa tiền cho nhiều người, đưa nhiều lần nên không nhớ được hết, đề nghị hội đồng xét xử trích cáo trạng, bị cáo Hằng phân trần. Sau khi chủ tọa đọc lại lời khai của bà Hằng, bà xác nhận đã hối lộ như cáo buộc của cơ quan tố tụng tổng 63 lần, số tiền hơn 38,5 tỷ đồng. Trong đó, bà đã hối lộ ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 5 tỷ đồng, đưa cho ông Nguyễn Tiến Thân, cựu chuyên viên vụ quan hệ quốc tế, văn phòng chính phủ 3,2 tỷ đồng, hối lộ bà Nguyễn Thị Hương Lan, cựu trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao 5,9 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Hằng còn xác nhận đã đưa hối lộ một số cá nhân tại Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Bà Hằng cho biết, khi xin cấp phép chuyến bay giải cứu, cán bộ tại Cục Xuất nhập cảnh và Bộ Y tế có đòi hỏi phải chi tiền. Trước đó, doanh nghiệp của bị cáo cũng xin cấp phép, song không được nhiều hoặc sát giờ bay mới được cấp phép. Bị cáo thấy nếu không đưa tiền sẽ không được cấp phép nhiều như thế, bà Hằng phân trần. Tại tòa, bị cáo Hằng xác nhận khi vụ án được điều tra, lo sợ bị xử lý hình sự nên đã cùng với tổng giám đốc công ty là ông Lê Hồng Sơn tìm đến ông Nguyễn Anh Tuấn, khi đó đang là phó giám đốc công an Hà Nội, để nhờ tìm mối quan hệ can thiệp giải án. Tuy nhiên, trong phần khai về quá trình giải án, bà Hằng nhiều lần im lặng trước câu hỏi của chủ tòa. Nhiều câu hỏi bà Hằng chỉ trả lời ngắn gọn, giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra. Bị cáo có người anh em thân thiết là anh Tuấn, bị cáo tìm đến hỏi trong trường hợp của mình thì làm như thế nào và nhờ anh Tuấn tư vấn. Ban đầu, anh Tuấn tư vấn bị cáo nên ra đầu thú, sau đó bị cáo được anh Tuấn giới thiệu cho gặp anh Hoàng Văn Hưng, bà Hằng khai. Bị cáo gặp anh Hưng bao nhiêu lần? Chủ tọa hỏi. Bị cáo đã khai tại cơ quan điều tra và không nhớ số lần chi tiết. Bà im lặng một lúc rồi trả lời ngắn gọn. Bị cáo có được anh Tuấn bố trí cho gặp anh Hưng tại nhà riêng của anh Tuấn không? Chủ tọa tiếp tục truy. Bà Hằng khai qua giới thiệu của ông Tuấn biết ông Hưng là điều tra viên trong vụ án. Bị cáo được anh Tuấn bố trí đến nhà gặp anh Hưng nhiều lần. Trong các buổi gặp đấy, đầu tiên anh Hưng tư vấn, bị cáo ra tự thú, sau đó hướng dẫn viết bản tường trình. Bà Hằng khai đến đây thì ngập ngừng rồi lặp lại câu nói, nội dung này bị cáo đã khai hết tại cơ quan điều tra rồi. Nếu bị cáo không nhớ thì nói không nhớ, việc tòa hỏi vẫn phải hỏi. Hưng có nói quyết tâm cứu Sơn không? Chủ tòa hỏi. Bà Hằng xác nhận, ông Hưng có hỏi mình rằng có quyết tâm cứu Sơn không? Bà cũng xác nhận quá trình trao đổi bàn bạc kế hoạch giải án, cứu Sơn đã nhiều lần đưa tiền cho phó giám đốc công an Hà Nội. Bị cáo đã đưa cho anh Tuấn tổng cộng 2,8 triệu đô la Mỹ. Mục đích đưa tiền làm gì?
Chủ tọa hỏi, bị cáo cứ khai thoải mái, tòa không ép. Tòa nhắc lại, mục đích đưa tiền để làm gì? Chủ tọa nhắc lại câu hỏi. Bà Hằng tiếp tục im lặng một lúc rồi trả lời, bị cáo đưa tiền để giúp bị cáo Sơn không bị xử lý hình sự. Nữ phó tổng giám đốc xác nhận, ông Sơn cùng thống nhất và biết việc đưa cho cựu phó giám đốc công an Hà Nội 2,8 triệu đô la Mỹ. Việc anh Tuấn đưa tiền cho Hưng như thế nào, bị cáo không biết, bà Hằng nói. Đến phần mình, ông Sơn thừa nhận có chi tiền hối lộ cho các cán bộ tại văn phòng chính phủ, vì thấy họ làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật rất vất vả. Ông Sơn khai việc chi tiền còn nhằm mục đích được tạo điều kiện cho các chuyến bay sau này. Nguồn tiền để hối lộ, theo lời bị cáo Sơn, lấy từ các khoản đặt cọc của khách hàng. Trong giai đoạn tổ công tác năm bộ phê duyệt chuyến bay giải cứu, ông Sơn đã 5 lần đưa cho Phạm Trung Kiên, thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế, tổng số tiền là 3,6 tỷ. Ông Sơn cũng khai có được bà Hằng trao đổi, bàn bạc liên quan việc chi tiền chạy án. Hằng có bàn bạc việc đưa tiền cho anh Tuấn và Hưng, lần đầu muốn giúp đỡ thì đưa cho các anh tạm 200.000 đô. Những lần sau đưa tiền có lúc nói trước khi đưa hoặc xong rồi mới nói. Tổng số tiền đã chi cho anh Tuấn là 2,8 triệu đô la Mỹ. Đến nay, cả ông Sơn và bà Hằng được xác định là bị hại do bị ông Hoàng Văn Hưng lừa đảo. Cả hai bị cáo này mong muốn được nhận lại số tiền đã chi chạy án. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.